gọi là phát một, phát một. Hello anh em, đây là con MK18 bản bánh răng sắt rồi vỏ cái bóc bằng kim loại của anh em đây. Rất nhiều anh em mà cứ comment bảo tôi là up đi thì hôm nay có cho anh em rồi nhá. Bây giờ chúng ta lại đi lại như mọi khi, đi từ đầu cho tới cuối. Và chất liệu con này thì sao? Chất liệu con này của nó sẽ là nhựa ni lông cao cấp này, cộng với cả một số chiếc kim loại. Thì kim loại nằm ở đâu? Bắt đầu tìm hiểu. Cái flat header này thì đặc sản nhà Shizune màu cam, anh em về anh em sơn cho tôi nhá. Anh em sẽ có một cái nòng ống dẫn là kim loại này, cái lẫy, lẫy kéo đạn kim loại, nắp này, nắp kia bóc này kim loại luôn. Bên trong này sẽ có blowback kim loại, bộ vỏ gear này, trên dưới đều là kim loại và bộ bánh răng của nó kim loại nhá. Xoay sang mặt bên này anh em có thêm cái gì? Đây, cái phần nhả, nhả blowback này, kim loại này, cái lẫy chuyển chế độ của nó kim loại. Tiếp theo một cái gì kim loại nữa? Đó chính là phần bảo vệ có súng này, lại là kim loại. Sang mặt bên này xem còn gì kim loại nữa không nhỉ? Đây đây đây, nút nhả băng đạn này kim loại này, nút này cũng là kim loại. Rồi tiếp theo cái gì kim loại nữa? Đó chính là cái phần chỗ móc cho súng ấy, kim loại. Đi vào phần báng của nó thì chẳng có gì kim loại cả, nhưng nó sẽ là báng của nó là báng ni lông cùng với con stock này của nó, chắc chắn đấy, ngon lành. Đi ngược lại phần đầu này, anh em có một cái phần rát khá là dài. Những anh em nào mà thích chơi nhiều phụ kiện rồi lắp tất cả các thứ lên đây á, thì đây là một cái rack dành cho anh em. Trong đó thì anh em đã tặng thêm mấy cái clip, con này đi kèm rồi nhá. Và con này sẽ có hai chế độ bắn, độ bắn của nó sẽ có semi và auto. Anh em có thể nhìn ở đây tất cả những cái chi tiết liên quan tới thông tin này, liên quan tới chế độ thứ của nó này đều được khắc chìm rất đẹp và nét ở cả hai bên luôn, ngon nhờ. Cùng với đó nhá, anh em lại có thêm hai cái dùi ngắm. Không phải kim loại đâu, nhưng mà loại khá là xịn của ni lông đấy, ngon lành. Đánh giá thêm một chút về băng đạn. Băng đạn thì sao? Băng đạn tôi nó khá cơ bản, chả chê và cũng chả khen về băng đạn này, ở cái mức dễ dùng và vừa đủ. Đi vào đây, anh em có một cái tay cầm này, có đường khắc kim cương rãnh để cho anh em chống trơn trượt, có đủ cả luôn. Và con này sử dụng những con vít đây, không dùng nhiều vít đâu, nhiều chốt đâu, có một vài con cơ bản thôi, nhưng mang lại cái chất lượng build ấy cực kỳ chắc chắn. Đây, không có chuyện flex với các thứ gì ở đây mấy cả, thì rất là chắc và nó cơ khí chính xác. Mà về phần dây dẫn của nó lại có một điểm khen, nó cũng giống như là con HK của Shizune mới đây này, đó là dây chống chập và chất lượng cao, ngon lành. Và con này anh em lại chơi được hai loại pin luôn. Pin zin thì đặt đã cho anh em một con 7,4 rồi, còn anh em nên up lên 11V để chơi cho sướng hơn nhá. Sơ qua là như vậy, thì bây giờ anh em mình thử xem là chiều dài cân nặng con này đi, rồi bác đi test nhá. Với con MK18 này, anh em mà kéo hết báng á, thì tổng chiều dài của nó sẽ là khoảng 71-72cm. Kéo hết báng ra, nó có nhiều nấc phết đấy. Đây là dài nhất này, nó sẽ dài bao nhiêu đây? Gần 80cm. Và cân nặng của nó bao nhiêu? Đo luôn cho anh em. Ui, nó nặng 2,5 cân anh em ạ. Ui, dã man thật đấy. Ok, tất cả thông số có đủ rồi, test thôi nhá. MK18 này 8 chua cân 86. Ổn định trong khoảng từ 81 cho tới 85 mét trên giây. Thử khẩu MK18 bánh răng sắt này, đòn 333. Phát 1. Anh em mình test phát xem đều đạn của MK18 Shizune nhá. Rất mạnh đấy. Ui. Rất xa nhưng thi thoảng hơi tóe loe. Anh em vẫn phải cầm hô bắp nhá. Thì độ chính xác của em MK18 Shizune khoảng cách độ khoảng 6m. Bắt đầu luôn.
làm tí auto đi. Ở khoảng cách này dễ như ăn kẹo. Và bây giờ thử độ tụ đạn của nó ở cái bia thổi màu bên trên.